Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của Hami. Và trong video ngày hôm nay sẽ là một video skincare hoàn toàn mới nữa. Và video skincare này sẽ dành cho những bạn mà có da hỗn hợp hoặc là hỗn hợp thiên dầu mà còn hay bị lỗ chân lông to giống mình nữa, thì mình sẽ chỉ cho các bạn những cái cách mà để làm cho da căng bóng hơn và nhìn lỗ chân lông của mình nhỏ hơn nha. Đa số các sản phẩm mình sử dụng trong video đều có cái điều cực kỳ lớn mà chỉ có một lần duy nhất trong năm thôi. Và cái điều đó là gì thì mọi người hãy cùng đón xem nha. Bước đầu tiên thì vẫn là hai bước làm sạch mà mình hay sử dụng, đó chính là tẩy trang và sữa rửa mặt. Sau khi tẩy trang xong thì My sẽ tới phần rất là quan trọng, đó chính là phần toner. Đây là cái toner mà My sử dụng và đây là chai thứ 3 My đã sử dụng rồi. Và đây là cái chai thứ 2 nè, My đã vừa hết cái chai thứ 2 và My đã đổi sang cái chai thứ 3. Vì là mùa hè nên là My sẽ chọn Clarifying Lotion số 3 thay vì là số 2. Mùa hè nó sẽ nóng bức hơn, nó sẽ tiết nhiều dầu hơn, nên là đó là lý do tại sao My đã chuyển qua số 3. Nếu các bạn có coi story của My trên Instagram thì mọi người cũng biết cách đây 3 tháng My có up một cái story như thế này, là sau khi My xài cái toner này được 3 tuần thì mụn thịt của My, các bạn biết là mụn thịt rất là khó mất đi, trừ khi các bạn đi spa hay là bác sĩ da liễu thì người ta sẽ đốt cái mụn thịt cho mình. Tuy nhiên thì khi mà My sử dụng cái clinic này 3 tuần thì cái mụn thịt của My nó bắt đầu ra đầu trắng, và My chỉ cần ấn nhẹ một cái là coi như cái mụn thịt của My nó biến mất luôn. Nên mà My trung thành với cái chai này rất là lâu rồi. Thời tiết trong Nam đến mùa hè nó rất là nắng nóng, đó là lý do tại sao mà bây giờ My đang bắt đầu chuyển sang chai thứ 3. Và My xài thì My thấy rất là ok, không quá khô, nó cũng không khô hơn cái chai số 2 này là bao nhiêu hết, nên là My rất là thích. Chú ý là cái chai toner này nó có cồn, nhưng mà cồn trong đây là cồn được bác sĩ da liễu công nhận là mức độ cồn an toàn cho da, cho da mặt sử dụng, và nó sẽ không gây khô hay là gây hại cho làn da. Nhưng mà ai mà bị kích ứng quá với mùi của cồn thì có thể skip cái lotion số 3 này. Và có một chị trên follower cũng đi ở trên Instagram có nhắn là chị xài cái chai số 3 này chị rất là thích, tuy nhiên thì chị lại bị khô da sau khi sử dụng cái toner này. Thì My có chỉ cho chị một tip là sau khi xài cái toner này xong thì chị có thể sử dụng cái toner không chứa cồn để nó cân bằng lại cái độ ẩm cho da và nó sẽ không bị quá khô nữa, hoặc là có thể sử dụng một cái gọi là skin conditioner như thế này để cất ẩm lại cho da sau khi đã sử dụng xong cái clarifying lotion. Là nếu mà các bạn mà da quá khô mà cảm giác cái cồn ở trong cái chai toner gây mất độ ẩm cho da của mình thì các bạn có thể cung cấp lại bằng hai cái sản phẩm này, một trong hai sản phẩm này. Nờ xong thì sẽ đến cái bước mà thay đổi cái làn da mà có lỗ chân lông của My. Lỗ chân lông của My nó không phải là quá to, nhưng mà từ khi về Việt Nam thì My cảm nhận cái thời tiết nóng bức ở Sài Gòn đã làm cho cái lỗ chân lông của My nó nhìn nó to hơn mình, lúc mà My ở bên kia rất là nhiều. My đã kiếm ra một cái sản phẩm mà My rất là tâm đắc. My mới sử dụng có 3 tuần thôi mà My cảm giác là cái lỗ chân lông của My nhỏ đi rất là nhiều rồi. Và cái làn da của My nó cũng căng hơn nữa, nó cũng bóng hơn. Và đó là cái Clinic Hydrating Jelly. Và cái lõi My sử dụng là cái lõi màu xanh dương. Trong cái lõi này thì nó có chứa dưỡng chất, tinh chất của AHA, đó là chính là cái tẩy da chết hóa học thì mọi người nghe rất là nhiều rồi. Thì AHA nó sẽ giúp cho cái lỗ chân lông của mình nhỏ đi và làm cho cái bề mặt da nó đẹp hơn và nó bớt sần sùi hơn. Đối với những bạn mà có mụn ẩn hay là có sần sùi da mặt đó, thì có thể sử dụng cái này, cái Hydrating Jelly mà lõi màu xanh này. Đối với ai mà bị lỗ chân lông mà thiên về da dầu nhiều hơn mà các bạn không muốn da mình quá là ẩm thì mọi người có thể sử dụng cái màu vàng, cái mà gel thay cho cái jelly. Thì cái gel đó thì My thấy cũng rất là ok, phù hợp với bạn nào da dầu. Jelly AHA này á là nó rất là dịu nhẹ, lên da nó không có cảm giác chăm chích, nó không có cảm giác là mình đang xài tẩy da chết luôn á. Nó rất là mịn, nó khô nhanh, nó cung cấp đủ ẩm và nó không có gây kích ứng cho da, nên là My rất là thích. My là có một cái làn da rất là nhạy cảm đối với kem dưỡng ẩm, nên là cái kem dưỡng ẩm nào mà không tốt là My xài tầm 2 ngày thôi là mặt My mụn liền. Tuy nhiên thì My xài cái này được hơn gần 3 tuần rồi và da My rất là thích cái này, và lỗ chân lông My thì đã giảm đi khá như My đã nói rồi, nên là My rất là recommend cái này cho bạn nào mà da nhạy cảm thì cũng không sao nha. Và một tuần một lần thì My sẽ sử dụng cái mặt nạ AHA BHA này của The Ordinary. Cái này thì cái độ AHA với lại BHA nó hơi mạnh một xíu, nên là đối với những bạn mà không quen á thì các bạn có thể thử trong vòng 3 phút thôi, và các bạn nên rửa đi và đừng có
bôi gần vùng mắt. Sau khi xài cái mặt nạ này thì My sẽ không có sử dụng, My không, tuyệt đối không có sử dụng cái dưỡng ẩm này vì nó có serum á lá, nên là My cảm giác như vậy thì nó hơi bị nhiều, tẩy da chết quá, trong một ngày thì cái làn da của My nó sẽ không chịu đựng được. Nên là My sẽ sử dụng cái Clinic Moisture Surge này sau khi My đã tẩy da chết bằng AHA với BHA, cái mặt nạ. Thì đây là cái Clinic mà My hay xài. Cái này là quà tặng kèm khi mà My mua cái chai Clinic này. Thì tí nữa My sẽ nói cho các bạn nhiều hơn về những cái sản phẩm, những cái deal mà ở trên Lazada nha. Đối với những bạn mà cảm giác là khi mà xài gel, kem dưỡng dạng gel mà nó không có đủ ẩm cho mình á, thì các bạn có thể top, các bạn có thể trồng lên một xíu oil, một xíu dầu, một xíu dầu cho mặt. Mọi người nhớ lưu ý là nên sử dụng những cái loại oil như là Argan hoặc là Squalane, tại vì những cái loại dầu đó thì nó sẽ không có gây bí tắc lỗ chân lông của mình. Và đó là tất cả cái routine buổi tối của My để làm thế nào để nhỏ lỗ chân lông. Và bây giờ My sẽ bật bí cho các bạn cái deal Clinic Super Brand Day trên Lazada, một năm chỉ có một lần thôi. Và mọi người hãy chú ý cái deal này nha, vì tất cả sản phẩm Clinic My xài thì My rất là thích và My rất là tâm đắc, nên là cái deal này rất là hời, nên My muốn chia sẻ cùng với mọi người. Đây là Super Brand Day Clinic Pretty in Pink. Và cái deal khủng này thì chỉ có duy nhất một ngày là ngày 4 tháng 6 thôi. Nếu mà mọi người thích cái sản phẩm nào thì mọi người hãy bỏ vô cái code của mình, cái giỏ đồ của mình, và đợi ngày 4 tháng 6 để mua tất cả các deal này nha. Và khi mà mọi người mua tất cả các sản phẩm trên Clinic thì các bạn đều được tặng một cái chai Clinic Moisture Surge 72 tiếng này, mà 30ml lận, cái này có giá là đến 780.000 lận. Thì lúc mà My sử dụng cái chai này nè, My mua cái chai này thì My đã được tặng cái này, chai mà My được tặng cùng kèm với lại cái này rất là nhiều luôn. Cái này là cái Clinic số 3 luôn, và đây là đến 60ml để đi du lịch. Và cái này là cái tẩy mắt của Clinic, cái này My cũng xài qua hai lọ rồi. Đây là best seller của Clinic luôn á, đây là cái Moisture Surge mà My có nói. Thì nếu mà bạn mua cái full size 50ml thì bạn có thể được tặng một cái chai nhỏ hơn 15ml và một cái chai nhỏ hơn nữa 7ml. Đây là cái combo nè, dưỡng ẩm Moisture Surge. Nếu mà bạn nào thích cái combo này thì hãy mua ngay, tại vì cái deal này rất là nhiều luôn. Và trên top của cái hai cái sản phẩm nhỏ này thì các bạn cũng được tặng thêm một cái chai Moisture Surge nữa. Và cái này là 30ml, coi như là 30 nè, cộng 15, 50, 75, cộng với 7 nữa là 100ml, 105, là 102. Các bạn có thể có 102ml của Moisture Surge khi mà các bạn chỉ mua có một cái chai này thôi. Đó. Toner này, nếu mà các bạn muốn xài thử cái toner hay là muốn stock up cái toner này thì các bạn sẽ được tặng cái chai gel này. Cái chai gel này đến 50ml lận, cùng với cái Clinic luôn, cái Moisture Surge này 30ml. Đây là quà tặng đi kèm trên tất cả order mà các bạn mua ở Clinic, và cộng thêm những cái món quà nhỏ nhỏ mà Clinic Travel Size tặng cho các bạn nữa. Nên là cái deal này rất là hời luôn. Và My sẽ để tất cả các link mà My mua sản phẩm ở bên dưới cho mọi người, để mọi người có thể tham khảo. Và giá thì rất là yêu thương rồi, nên là mọi người nếu mà thích Clinic như My và thích cái sản phẩm, coi như là hai cái này là sản phẩm mà My yêu nhất luôn á, thì mọi người hãy nhanh chân, nhanh tay đi mua nha. Và chỉ duy nhất ngày 4 tháng 6 thôi, nên là mọi người hãy mua thật nhanh, thật lẹ vào ngày 4 tháng 6 trên Lazada nha. Và nếu mà mọi người muốn nhanh hơn thì mọi người có thể download app của Lazada và để sẵn cái giỏ hàng của mình á. Và khi ngày 4 tháng 6 thì mọi người chỉ cần check out thôi, mà không có cần phải research nhiều về cái sản phẩm nữa. Và đó là toàn bộ deal của Clinic trong một sale khủng lần này trên Lazada. Và My sẽ để tất cả các sản phẩm My sử dụng ở description box cho mọi người luôn, để mọi người có thể dễ tìm hiểu và dễ tìm kiếm hơn. Đến đây là đã kết thúc video của My rồi. Thì hy vọng những cái tip và những cái routine của My sẽ phần nào giúp các bạn cải thiện lỗ chân lông của mình. Hẹn gặp lại mọi người trong video kỳ sau nhé. Bye bye.